Giờ Mạnh đi mua chiếc xe đạp cho bé Nhi với cô chú, thì của chị Nguyệt Thu. Chị Nguyệt Thu ở bên Thụy Sĩ á, có kêu Mạnh đi mua chiếc xe đạp cho bé Nhi. Thì hôm nay có chiếc màu hồng này nè. Chiếc này giá Màu hồng chín này là trăm giá nhiêu vậy cô? chín trăm chín 990 ngàn. Dạ. Đây, chiếc màu hồng này chắc bé Nhi được nè. đúng rồi, cái này bé Nhi còn nhỏ, là bé Nhi thích chiếc xe nhỏ đó, màu hồng này em thấy được đó Được Mạnh. không? Đây, đây là siêu nhiều lắm. Màu xanh thì cái gỗ nó không có đẹp hơn màu hồng á cô chú. Rồi vậy em lấy chiếc này đi chị. Dạ. Cái này được rồi đúng không? Chiếc này được ha. Dạ. Rồi chiếc này là bao nhiêu tiền cô? 990 ngàn. Dạ, rồi. Này mình có bớt không cô hả? Giờ có lấy thì bớt cho 10 ngàn thôi, chứ nhà nó đóng Thôi bớt giá 10 ngàn thôi hả? hả? Là Nó đóng 9, giá hả? 980 ngàn. Rồi. Mạnh xích vô luôn anh Mạnh ơi. Anh Mạnh xích vô chỗ cô luôn. Cái này là 1 triệu. Chiếc xe này là 990 ngàn, cô bớt 10 ngàn. Dạ. Làm xong hết là chỉ bớt cái xe. Dạ. Đây là của chị Nguyệt Thu. Chị Nguyệt Thu ở bên Thị Sĩ với cô chú đã tài trợ kêu Mạnh mua cho bé Nhi một chiếc xe đạp, rồi với mua thịt heo được đó. Bây giờ đi một xe đạp trước. Cửa hàng ở đây cũng cô bán cũng lớn lắm này cô chú. Đủ đủ loại xe hết luôn á. Đây có xe đạp điện rồi nữa nè. Nhóc luôn. Giờ bơm xe. Đó, giờ là bơm xe đặng thắng đồ là gọi hết rồi đúng không cô? Rồi rồi, để làm sẵn rồi. Dạ. Cái này ở nhà bác không mà có về thùng thùng vậy. Giờ là mình gáp đó cô. Dạ. Dưới cái vừa coi. Cái này là mình lên xuống đúng không cô? Mình đẩy xuống là xuống đúng không? Dở ra đẩy xuống. Dạ. Rồi rồi, cái đó con hiểu rồi. Cái Dạ. đó ví dụ như nó chống chân Nó cao quá, nó cao quá, chỉnh cao thấp. Dạ rồi. Làm xong hết rồi đó. Dạ rồi, cảm ơn cô nha cô. Rồi, cảm ơn cô nha. Rồi bây giờ đi trao cho bé Nhi thưa cô chú. Rồi, mình xin mời cô chú anh chị cùng đi à. Rồi, giờ mình tới nè cô chú. Giờ mình đem xe vô. Em xe vô với bánh đồ nè, thịt heo gì cả lấy. Rồi vô. Đây, ông Ngọc tới đây. Thưa cô chú anh chị, thì đây là món quà của chị Nguyệt Thu dành cho bé Thảo, đi vô đi con. Dành cho bé Nhi. Bữa trước thì bé Nhi ước có một chiếc xe đạp nhỏ. Rồi ngày hôm nay thì anh em cũng mua cái chiếc xe này cho cháu, rồi mua một ít bánh với lại thịt tới cho gia đình luôn. Xe đạp của con này. Dạ con chào cô đẹp, em chào chị An nha. Con chào con nha cô, chào chị. Ngon nghe, phúc thương luôn. Đó. Ngon không? Nhi đó, ở Nhi lên thử ơi. Hôm nay không có xe đâu, cô đang bánh phụ mà. Hả? Rồi chơi, cô đẹp ơi, ra đây, đây anh Mạnh ảnh ảnh trao chiếc xe cho bé luôn nè cô. Đây là phần quà của đây, bé Nhi bên đây. Bé Nhi bên đây. Đó. Vậy bên đây. Rồi. Kính thưa cô chú, đây là phần quà của chị Nguyệt Thu ở bên Thị Sĩ đã mua tặng cho bé Nhi một chiếc xe đạp trị giá 980 ngàn. Trong đó với chị kêu Mạnh á mua cho cái mấy thịt heo nạc đó không cô? Thịt nạc đó cô đẹp ơi. Này là 130 ngàn. Bánh. Bánh này cho mấy nhỏ nè. Đây nhóc luôn. Bánh này là 101 nữa nè. Thôi anh bỏ vô luôn, anh đưa luôn cho cháu. Đây. Luôn khỏi cần lấy ra anh Mạnh. Trong đây nè, tù lưu hết á. Con cầm. Là tổng cộng là bao nhiêu anh? Đây là một chiếc xe đạp 980, thịt 130, bánh là 101, tổng cộng là 1.220.000. Rồi con có cảm ơn cô không? Cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà. Ừ, cảm ơn bà cho con chiếc xe đạp. Em con tham gia chị bệnh hả? Không bị bệnh hả? Sao bệnh? Cảm. Sao vậy cô? Cảm hả?
Rồi có, em cũng thay mặt cho gia đình của cô đẹp cảm ơn chị Nguyệt Thu ở bên Thụy Sĩ đã hỗ trợ tài trợ cho bé một chiếc xe đạp ước mơ. Đây là con leo lên thử coi, leo lên thử coi. Đây xuống đây, xuống đây. Đây nè ha. Anh Mạnh tháo này ra cho bé luôn đi rồi cho bé chạy ha. Đây. Ngon lành luôn. Đây. Ở ngoài không nghĩa. À, cái này để đây đi, này đi để gì đi. Được rồi. Đây nè, tháo qua trong chỗ đây nữa nè. À, cho chạy được, cho biết nó chạy được. À, thì Thủy cũng thay mặt cho gia đình cô đẹp thì gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với chị Nguyệt Thu ở bên Thụy Sĩ. Tại vì ở những clip trước thì Thủy cũng đã nói là gia đình của cô cũng không có hiểu biết nhiều, cũng không có tiếng nói, cho nên là quý cô chú anh chị cũng thông cảm cho cô đó. Con kia lên thử được không? Nếu mà cao quá thì chú Mạnh ấy thách xuống cho đây. Con. Con đây. Quá ngon rồi, quá ngon rồi. Bữa nay là chị một chiếc, em một chiếc hay hình như hơi cao sao anh Mạnh? Đâu vừa, đạp, lấy dính cái đạp con, đạp. Ừ, lên. Con chú ở trong đạp lên được. À, bẻo anh đây, bẻo anh đây. Bé là chưa biết chạy xe luôn hả chị An? À, vậy là bé chưa biết chạy xe. À, cái này là chiều á mình cho cháu tập á, à, bữa hai bữa thì biết chạy được hả? À, nha Thảo. À, cao thì con nâng cái kia lên. Cái gì vậy? Bé bữa nay không có được, không có được khỏe cô chú. Nó bữa nay cũng không đi học, ráng đi học chứ kêu kêu ở nhà nghỉ học không có gì con đi học. Ủa mà sao mình có đưa cháu đi khám chưa cô? Uống thuốc gì vậy hả? Này. Chuông. À, bữa nay gia đình mình ăn cơm gì cô? Cơm heo qua kho của cho á. À, hôm nay heo qua còn ha. Bữa nay là cô mua thịt nạc không á? Cô nướng đi. Cô ướp cô nướng cho bé nó ăn. Ừ. Dạ. Bữa nay cô đẹp có bộ đồ sặc sỡ quá nè. Rồi bây giờ em tặng chiếc xe là chị Trúc tặng em con sáu nha. Được không? Giang ơi, bây giờ tụi chị tặng cho tụi em con sáu chịu không? Bắt đi. Bắt đi. Thôi mình bắt chó con đi. Bắt chó con đi. Chạy con. Xe đạp nữa. Chạy đi con. Mấy bữa nay bé bệnh á cô chú nên là cũng con đạp mạnh lên. Bé hơi buồn. Đạp đi. Đạp đi con. 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 Ủa như Bí Thảo bữa nay hớt tóc gọn lên nữa không con? Dạ không. Ê, gọn hôm bữa mà. Tại vì hôm qua mới gọi đầu. À. Mới gọi đầu hả? À, ngon lành luôn rồi nè, thấy không? Đó nè, bé Nhi được chiếc xe đạp nè. Quá sướng rồi. Con mừng không? Con mừng không? Con xài đây con nói với dì Thủy nghe nè, con mừng không? Ngon. Mừng hả? Tội quá bé đang bị sốt của cô chú mà không biết. À, sao nữa, nóng lắm không con? À, cũng không nóng lắm. Nó chiều cho uống chưa con? Bí nó đang bệnh á thì thôi cho bí nó nghỉ ở nhà đi cô ơi. Mắt nó lờ đờ luôn á. Hết luôn à. Mà xin phép nghỉ ra coi. Ừ, cho bí nghỉ ở nhà đi cô. Đầu bé có chí hả? Đầu con có chí luôn hả? Hai cục trời ơi chí nè. Ôi, có con chí. Có chí trứng quá trời luôn nè chị An. Bắt cho nó tưởng rồi nè. À, chị mua dầu gội mua ấy ấy cho bé này chí quá trời luôn á. Sao chị vui không? Bữa nay có xe đạp mới nè. Nè con, tới xe đạp cho con rồi đó. Chạy. Bệnh rồi. Quá trời nóng rồi. Nóng lắm bé, nóng lắm á. Rồi nó đi mua cháo cho em đi con. Anh dùng thuốc rồi. Cô đẹp, mình lấy thịt đó mình bằm nhỏ ra mình nấu cháo. Mình nấu cháo cho bí nó ăn. Không, mình nấu cháo này mình ăn nó tốt hơn. Bằm thịt ra rồi bỏ hơi miếng tiêu vô. Lên đi mua chai nước mát thì cho em uống con. Cho em uống. Con có biết nấu gì đâu. Chú mẹ làm hơn. Chứ bà ở cái tiệm bánh quá chanh mẹ mua hàng ngày mua nước gì. Trời ơi bé nó ốm quá tay chừng nó. Chút xíu rồi siêu kha con thấy trong người sao con nói cho gì nghe thử coi.
nó làm sao? Mắt lờ đờ thôi, mặt lờ đờ thôi. Ông mà kêu vậy đâu vậy? Dì hỏi nè, con có bị đau cổ họng không? Con có bị rát cổ họng không? Không gì. Không rồi bé có đi đâu chơi không? Không, tụi mình nghỉ ở nhà không à. Thảo à, con có chở ba em đi đâu chơi không? Em đi học mà, biến gì nó đi học thường xuyên mà. Sợ có đeo khẩu trang không con? Dạ có. Nhiều lúc đi học á, cô chú mình cũng đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu. Tại vì nay ở học sinh đó thì cũng bị đó rất là nhiều luôn á. Con có đau cổ họng không? Có rát cổ họng không? Không có đâu hả? Nóng thôi. À, nóng à. Chắc không về ăn dưới kho nè. Như vậy nè, bữa giờ cứ thấy hai chị em trưa nắng mà cứ chạy ra về nắng kìa. Làm sốt cái gì đúng không? Hồi nãy thấy đang ăn cơm á chị. Nãy thấy nhà đang ăn cơm hả? Cái đầu bếp này ngay. Ủa, để gì cho nó mới á. Chiều chiều á, con tập cho em á chạy lóc xong nè. Có đèn đó nè. Con chạy là bóng đèn nó cháy nè. Nè, đây nè, con đèn đây nè. Con đạp là cái bóng đèn nó ở đây nó cháy nè. Đèn led nhóc luôn. Đã dữ rồi nha. Chắc tối là nó sáng dữ lắm luôn á. Quá vui vậy. Có chị đạp mừng lắm. Mừng không? Chị ăn mừng không? Em cũng mừng. Con có mừng cho em không? Hả? Sao không mừng cho em, cũng buồn hả? Mừng con mừng cho em đi, rồi hôm nào cái cô chú thấy mình vậy là biết đâu cô chú cho mình nữa là sao? Đúng không? Muốn xe gì? Vậy con lại chỗ mẹ con ngồi đi, cho dì Thủy vay luôn rồi con nói nha. Con ngồi về con nói với cô chú đi. Đây nè, con nhìn trên đây nè. Con nhìn con phải nói đàng hoàng. Ừ. Con chỉ với cô chú. Con có một chiếc xe đạp điện thôi. Ừ. Đạp điện phải không? Hả? À. Tại vì con biết chạy xe đó. Biết chưa? Biết rồi. Thôi ông Bụt đi đây. ông Bụt giả mạo nữa rồi. Hai nhì. Thôi ông Bụt đi đây. Xe đạp điện ông Bụt đi đây. Thôi. Bánh này có đèn này. Có đèn đó, có đèn đẹp lắm á. À, biết đâu mình nói vậy rồi cái cô chú nghe được thì sao, đúng không con? Hồi nãy con mới vô con thấy cô ăn cơm á con. Rồi hả? Ngại vậy. Cái gì vậy? Cầm cái gì vậy? Cầm gì hết cơm hả? Không phải sao. Cái gì vậy? Giờ quá thì Thảo ơi. Nhà đây thì thấy có mình nè, bé Thảo nó hơi lanh lanh xíu á. Bữa nay Nhi bệnh rồi, Nhi đừ lắm luôn á. Ở đây mình nè, cô đẹp ơi, ở đây mình nè, rộng gì mà sao cô không thả gà ra cho nó nhanh lớn cô. Rồi lúc ai vô nhà dưới 13 mét. Dạ hả? Là nó đúng rồi, ở đây nè nhà cô rộng quá trời luôn. Mình thả ra cái nó nhanh lớn lắm. Chú hôm nay chú mặc áo đỏ. Đỏ không? Áo đỏ quá đẹp không? Mẹ cũng mặc áo đỏ nữa nè. Thôi chú bắt con chó về nha. Sao vậy? Tặng chú con chó đi. Thôi bây giờ em bắt con sáu nha chị An. Anh Mạnh thì anh xin con chó. Thôi, rồi, còn em thì em xin con sáu nha. Con chó bao nhiêu? Con bán chó bao nhiêu? Cho không? Cho em không? Bắt đi mà sao nói gì nó không được vui vậy ta. Con chó này là không có đem đi bán nữa nha. Nuôi chứ không được bán nha. Hứa đó. Chiều qua định đem đi bán nữa hả? Định đem bán nữa bị ngoại la quá trời. Không có được đi bán nha. Thôi bây giờ hôm qua con tính bán chó bao nhiêu? Hôm bữa là cô Kim Phụng thấy con đi bán á, là cô Kim Phụng cho con 500 rồi, là kêu là để con chó lại mà con đi bán nữa là không có được nghe không? Thảo.
thôi, kiểu này chắc phải đi bán. Đúng rồi, con không có được đi bán nữa, bán nữa thì cô chú thấy là cô chú buồn đó. Con chó này con bán bao nhiêu? Cô thu bỏ cô thu mua. Hả? Có nhiều. Bây giờ chú đưa 300 ngàn chú bắt con chó con chịu không? Không. Hiểu. Thôi chứ còn được. Không có được bán chó nha con. Con mà bán chó nữa thì cô chú không có giúp nữa nha. Vậy là hôm qua tính đem đi bán nữa hả? Điều ngoại là đúng rồi. Con có chở đi bán nào qua con định đem nó xuống dưới kia cho chơi với cùng hai con chó nhỏ kia kìa. Ừ, mày chắc em đi bán nữa rồi. À, người ta nói là mình bán chó là nó bị mạt đó. Ừ. Làm ăn không có ngóc đầu lên nổi. Đúng không cô? Rồi, cái nắp chim rồi ai hóng rồi? Ai biết mẹ có thấy nắp chim rồi nó đâu? Mẹ hóng khi à? Hóng nó hồi nào cũng thấy nó đâu. Nãy em lên không có thấy nắp chim rồi bà nội ơi. Bà nó nhỏ, mẹ hóng chứ. Thôi, vậy cũng chưa rồi. Thôi tụi con về nha cô. Rồi, em về luôn nha chị. Chú về nha bé Nhi. Bye bye đi. Bye bye cô chú đi. Cái gì à? Bị Nhi mệt mỏi quá rồi. Mệt mỏi lắm rồi. Cô coi la cho bé nha cô. Sợ nhiều lúc có bị Covid được không á. Con cũng sợ. Video tới đây chắc cũng xin kết thúc cô chú. Hẹn với cô chú anh chị những video sau rồi. Mà cả nhà ơi. Chào đi, bye bye đi. Bye bye đi. Bye bye. 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 Bye.